được đánh giá là không hoàn hảo, nhưng thỏa thuận gói kích thích gần 900 tỷ đô la Mỹ được cho sẽ mang lại sự cứu trợ khẩn cấp cần thiết cho nước Mỹ. Chế biến giúp tối ưu hóa giá trị nông sản từ mức 50 lên đến 80%, cơ hội gia tăng lợi nhuận cho người nông dân. Có một cái nhà máy, thứ hai đó là có những hợp đồng chắc chắn như vậy và đem lại cái hiệu quả như vậy thì người dân rất là sẵn sàng để mà làm. Năm 2020 trở thành một năm tăng tốc cho phát triển năng lượng tái tạo, thế nhưng Việt Nam lại chưa có một bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho các sản phẩm liên quan. Xin kính chào quý vị khán giả. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang tăng trưởng nóng, do vậy tất yếu sẽ dẫn đến nhiều hậu quả. Nó không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp mà còn là các vấn đề liên quan tới môi trường. Những phân tích này sẽ có trong ít phút tới đây, cùng với đó là nhiều thông tin cập nhật khác. Quý vị đang đến với bản tin Tài chính Kinh doanh Trưa. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, theo EVN, điện sản xuất từ điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối đã chiếm khoảng 4,4% tổng sản lượng điện sản xuất toàn quốc. So với cùng kỳ, con số này thì chỉ ở mức 1,54%. Sự ủng hộ của cơ chế chính sách, nguồn lực từ quốc tế đang giúp cho năm 2020 trở thành một năm tăng tốc cho phát triển năng lượng tái tạo. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 55 về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, thể hiện nhiều điểm mới về chủ trương, chính sách, trong đó xác định ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch. Một cái quan điểm mang tính quyết sách của nghị quyết của Bộ Chính trị đó là phải tiếp tục xem xét và xây dựng, hình thành những cái trung tâm năng lượng tái tạo. Và những cái trung tâm này là như tôi đã nói là phải làm sao dựa trên nền tảng của những cái lợi thế và những hiệu quả của khía cạnh công nghệ, của cái vị trí địa lý cũng như những cái tiềm năng lợi thế của khu vực, từng khu vực cụ thể và trong cái tổng sơ đồ và cân đối chung trong cái yêu cầu năng lượng của quốc gia. Nhiều năm trở lại đây, ngoài việc đóng góp và sự hoàn thiện của nghị quyết 55 cùng chính sách giá FIT cho điện tái tạo, Liên minh châu Âu EU còn có gói hỗ trợ 250 triệu euro cho Việt Nam, bao quát nhiều phương diện từ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật đến đào tạo, một khoản tài trợ lớn nhất được cấp cho một quốc gia ngoài châu Âu để phát triển năng lượng bền vững. EU có nhiều kinh nghiệm về năng lượng tái tạo và chúng tôi tin rằng năng lượng xanh là chìa khóa cho tương lai. Theo tinh thần của thỏa thuận xanh châu Âu, chúng tôi muốn đồng hành cùng các quốc gia trên hành trình này vì biến đổi khí hậu hay ấm lên toàn cầu đang rất rõ ràng rồi. Việt Nam đã làm rất tốt trong vài năm trở lại đây và tôi tin tỷ lệ năng lượng tái tạo sẽ còn tiếp tục gia tăng. Dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EVEF đang tìm kiếm những người nhân rộng. Đó là những người chúng tôi có thể đào tạo và dùng chính những kiến thức đó để đào tạo cho nhiều người Việt Nam hơn nữa. Lực lượng này sẽ trở thành những chuyên gia giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho ngành năng lượng tái tạo, ví dụ như là sự bùng nổ điện mặt trời áp mái. Theo số liệu từ nhóm đối tác năng lượng Việt Nam VEPG, tổng số dự án và công suất lắp đặt loại hình năng lượng mặt trời áp mái trong năm nay đã tăng tới 5 lần so với năm ngoái. Đến thời điểm này, cả nước có gần 77.000 dự án đã lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất trên 3.500 MWp. Ngoài việc không tốn diện tích lắp đặt, có thể bán lại sản lượng điện dư cho EVN, xây dựng thương hiệu xanh, thì điện mặt trời áp mái còn giúp giảm chi phí tiền điện rất lớn cho người dân và doanh nghiệp. Thực tế thì đã có doanh nghiệp tiết kiệm hàng tỷ chi phí hàng năm cho năng lượng. Dù có nhiều lợi ích và đang phát triển mạnh mẽ trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhưng thực tế Việt Nam lại chưa có một bộ tiêu chuẩn đầy đủ cho các sản phẩm liên quan, trong đó có tấm quang điện hay còn được gọi là tấm pin năng lượng mặt trời. Điều này đang khiến cho thị trường đứng trước nguy cơ nhập nhèm về chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án đã và đang phát triển. Hiện đã có 16 tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành liên quan đến lĩnh vực điện mặt trời nói chung. Tuy nhiên, với hai thành phần chính của một dự án điện mặt trời áp mái là tấm pin và bộ biến tần thì đang thiếu những tiêu chuẩn cụ thể. Tiêu chuẩn là cái căn cứ để chúng ta đánh giá so sánh cái chất lượng cũng như là dịch vụ, như quy trình, như về các yếu tố về môi trường khác để thấy được cái chất lượng cũng như khả năng cung cấp dịch vụ. Do đó là cái tiêu chuẩn là cần thiết. Theo tôi được biết thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đang có kế hoạch tiếp tục công bố các cái tiêu chuẩn liên quan đến hai thiết bị chính là tấm quang điện và biến tần trong thời gian tới. Thực tế, các dự án điện mặt trời áp mái và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tại Việt Nam đang chủ yếu phải áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, vì chưa có bộ tiêu chuẩn đầy đủ trong nước,
nên thị trường đang đứng trước nguy cơ xuất hiện nhiều sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước cũng như là ngay cả EVN cũng không có cái tiêu chuẩn để tham chiếu ở đấy để chúng ta so sánh xem là cái tấm pin nào đạt chưa chất lượng, tấm pin nào chưa đạt chất lượng. Hơn nữa rằng là nhiều cái đơn vị lắp đặt như vậy thì mỗi đơn vị lại lựa chọn những cái loại thiết bị khác nhau mà nó không cùng cái tiêu chuẩn chất lượng, như là cái tính cạnh tranh về giá bây giờ khá là khốc liệt. Cạnh tranh khốc liệt về giá trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nóng sẽ khó tránh khỏi tình trạng sử dụng sản phẩm chất lượng thấp, giá rẻ. Hậu quả là chỉ sau vài năm sử dụng, các thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng, gây nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường, như bài học của không ít quốc gia trên thế giới. Tôi nghĩ điều quan trọng là tìm cách xử lý các tấm pin khi chúng bị hỏng hóc hay khi không còn sử dụng được nữa. Chúng tôi đang làm việc với các bộ ngành để tìm ra giải pháp xử lý vấn đề này. Đây không phải là vấn đề của 20 năm tới, mà hiện đang tồn tại khi có nhiều tấm pin bị hỏng hóc vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta cần có cách để xử lý những tấm pin hỏng này sao cho an toàn. Các chuyên gia đánh giá, các tiêu chuẩn quốc gia về pin năng lượng mặt trời, đặc biệt là các tiêu chuẩn về môi trường, đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp và xã hội quan tâm lúc này. Vấn đề này cũng là chủ đề đã làm nóng nghị trường Quốc hội trong kỳ họp mới đây.